Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Đây là video giới thiệu về dòng sản phẩm ghế massage nội địa Nhật đang hiện tại có tại cửa hàng cũng như tại Ngọc Japan. Thì ở đây là giới thiệu với các bạn mẫu đầu tiên là Furikyo AS840, một chiếc màu đen. Đây. Tiếp theo nữa là một chiếc Furikyo SKS 2650. Đây nhé các bạn nhé. Bản này thì rẻ hơn AS840, không có bóp vai. Tiếp theo nữa là mẫu cao cấp hơn AS840, đó là AS850. Đây các bạn nhé, tất cả đều màu đen. Thì tiếp theo nữa là Na Tiona 3500, dành cho những bác nào thích sự mạnh mẽ. Đấy, tiếp theo nữa trong đây là Furikyo AS840 bản màu kem, dành cho các bạn bác nào thích gam màu sáng cũng như thương hiệu Furikyo. Và đặc biệt hơn ở bên trong này là mẫu MA073 Panasonic MA073 các bạn nhé. Đây, những cái chiếc này thì mình cũng mới tuyển chọn về để phục vụ cho các bác khách hàng tiếp theo. Hôm qua thì mình cũng có giao một chiếc này lên trên Hà Nội rồi. Thì đây là những cái mẫu ghế massage hiện tại mình đang kê tại Ngọc Japan. Thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 097 494 5555. Mình sẽ tư vấn cũng như là chọn lựa cho các bạn về các mẫu ghế massage nội địa Nhật. Tất cả các sản phẩm bên mình đều bảo hành 12 tháng. Tất cả các tỉnh miền Bắc ngoài 300 km thì mình đều giao hàng tận nơi. Còn các bác ở xa thì mình sẽ ship qua chuyển phát, hoặc là sẽ có xe tải của cửa hàng giao đến tận nơi nếu mà trên tiện cung đường. Và vậy nên các bác rất an tâm nhé. Bác nào có nhu cầu thì hãy kết bạn Zalo với mình, cũng như gọi điện cho mình theo số điện thoại 097 494 5555. Mình là Ngọc Japan, chuyên về các dòng ghế massage nội địa Nhật cũng như các hàng gia dụng nội địa Nhật. Thân ái chào tạm biệt các bạn.